Thầy ngồi. Dạ, mời thầy dùng nước. Đã nhiều lần tôi gian em, đừng kêu tôi bằng tiếng thầy. Nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu. Còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng, êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi! Anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt cuộc đời duyên nợ vỡ vàng. Lương tâm thầy cắn rứt chân. Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy. Tôi gọi thầy bằng Minh. Ba thằng Tâm hay chỉ bằng anh thôi? Nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, vậy từ nay hai ta sẽ âu yếm gọi nhau cho đến nơi thờ. Anh với em gắn bó mặn nồng,
hoàng gia thu, nhưng là nghĩa vợ chồng sao chưa gọi văn. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em. Đã vượt qua khuôn khổ gia đình là chúng ta nói lại mối tình xưa gian dở. Bị rạch muốn vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ. Còn cho dù ý anh thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác là vợ anh sẽ đau khổ nhiều hơn. Anh Minh ơi, thôi thì anh để cho tôi cảm bề cuối chiến tình yêu thơ ban đầu. Gặp thì đã xa thôi, thì tình của chúng ta riêng đành chiều số xa miền cho con khôn lớn nên kể như là tròn bốn phần của anh. Cả niềm nhớ thương trọn vẹn con của chúng ta, thằng Tâm nó sẽ tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hỷ nâng ly chúc mừng con trong buổi lễ thành. Định gửi quà con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con vậy? Đây, mặt vui thiêu quá còn gian dở. Chị Nguyên ơn, trong ánh chớp nền trời đầy đó, Nguyên ơn và lẽ sông dần tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kiếm mối chỉ, có trái tim sắc son tình chung. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm, duyên lửa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao năm rồi em vẫn dưng như người qua đường xa lạ. Trong lúc ngày đêm anh ấp ủ nâng niu, một tổ quyên ương em điềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến anh đây thêm nát ruột xé lòng. Anh Minh, Nguyệt, em hãy cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta nên dành những gì tốt đẹp nhất cho con anh à. Còn chúng ta, còn chúng ta hãy sống như đôi quyên ương trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trên biển cả, thì từ đó
con còn lại một mình đương sức vô. Vẫn than thở ngày ngày, đang gào to trong cơn sóng dữ. Nhưng từ lâu rồi em à, giấc xuân mộng từ lâu cạn trong trời. Tình vui chân nơi dần chiều lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, thế nào tới hợp. Trời ơi, gương xưa đã giờ làm đôi mỗi người một nửa, chúng ta cùng soi vào bước chân con đang chập đời. Quãng đường xa còn trông gai thân thân xa vời, thành tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chở đầu bán lợi mua danh. Bụi giáo thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia tập quán. Mình nói thì nói, chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bụi bạc phú phàng. Em à, anh đã lo cho con từ nhỏ tới lớn, nó không có thiếu một thứ gì hết đó. Em biết không, nó có hiếu lắm em à. Anh Minh, theo tôi như vậy vẫn chưa đủ anh à. Mà thương con là phải sống cho trọn vẹn vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp rong rêu cặn bã của ao tù, hãy chấp cánh cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, cho con thấy núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của anh, một cổ đuôi ba trồng, cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Nguyệt à, từ lâu rồi em cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng. Không được. Không được. Không được có nghĩa là em sẽ đi thêm một bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn hết là anh đừng đến đây nữa.
Thôi được rồi, vậy thì chúng ta từ nay lo cho con vậy. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Trời ơi, người ta nói về mà không cản lại luôn, ác quá. Anh về thật nghe Nguyệt. Nói về vậy chứ anh có muốn về thiệt không?